guys, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua được nửa chặng đường có vẻ như là cũng khá là chông gai của khóa học IELTS Writing này rồi đúng không nào? Và nửa chặng đường đầu tiên, phần Task 1 đã dù là rất là mới mẻ và chứa nhiều điều lạ lẫm thì cuối cùng chúng ta cũng đã nắm vững rồi, hy vọng là như thế. Và người ta hy vọng rằng là nửa chặng đường sau này, tức là phần Task 2 cũng sẽ không làm khó các bạn. Chắc chắn rồi, với sự đồng hành cùng Việt Ca. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào bài học mới. Các bạn thân mến, IELTS Task 2 Writing thì đòi hỏi ở người học rất nhiều những cái kiến thức nền tảng, hay còn gọi là background knowledge, mà chủ yếu sẽ tập trung vào khối kiến thức về xã hội, các bạn nhớ nhé, xã hội, social studies, về môi trường này, về giáo dục, sức khỏe, lối sống, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần có một cái lượng kiến thức nhất định về ngữ pháp, về từ vựng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là để có thể truyền tải được ý tưởng thì các bạn cần phải có ngữ pháp và từ vựng, nó giống như là cái xương sống vậy đúng không nào? Ngoài cái khung thời gian hạn chế thì loại bài viết này còn được đánh giá ở trên rất là nhiều những cái tiêu chí khắt khe nữa, cho nên là thực sự thì phần Task 2 không phải là một phần dễ nhằn đối với những bạn mà cái vốn liếng cả tiếng Anh lẫn vốn liếng về kiến thức xã hội còn chưa cao. IELTS Writing Task 2 yêu cầu thí sinh phải viết ít nhất là 250 từ. Các bạn nhớ cho Nguyệt Ca cái con số này. Và trong 250 từ đó thì các bạn sẽ thể hiện khả năng ngôn ngữ viết của mình qua việc đưa ra cái câu trả lời liên quan đến một chủ đề nhất định bằng cách là đưa ra quan điểm của mình hoặc bằng cách thảo luận về chủ đề đó, hoặc cũng có thể bằng cách đưa ra nguyên nhân, hệ quả và đề nghị các cái giải pháp khả thi. Và quan trọng hơn đấy là chúng ta phải chứng minh các cái quan điểm của mình với các ví dụ hoặc là đưa ra những cái kinh nghiệm cá nhân. Bài viết Task 2 thì được cho điểm nhiều hơn là bài Task 1, chắc chắn là như thế rồi, bởi vì thời gian cũng như là cái việc phân bổ thời gian cũng như là cái việc lượng từ mà cần phải biết thì nó gần như gấp đôi đúng không nào? Vì thế cho nên là việc phân bổ thời gian trong khi đi thi làm bài cực kỳ quan trọng, để tránh việc là chúng ta quá tập trung nhiều vào phần Task 1 mà lại mất đi cái thời gian cần có cho Task 2. Bởi vì thực tế thì như là đã hướng dẫn thì phần Task 1 chúng ta sẽ chỉ dành cho nó 20 phút thôi đúng không nào? Và 40 phút còn lại trong tổng số 60 phút sẽ là dành cho phần còn lại, đấy là Task 2. Các bạn hãy nhớ cái tỷ lệ 20-40 này nhé. Và sau đó thì chúng ta nói về các tiêu chí chấm điểm của Task 2. Tiêu chí đầu tiên cơ bản cho bài viết thứ hai này đấy chính là Task Response, hay tạm dịch là nội dung câu trả lời, hoặc là chính xác thì cái từ Response nó có nghĩa là phản hồi lại, phản ứng lại đúng không nào? Tức là chúng ta đọc cái task, đọc cái nhiệm vụ và chúng ta phản ứng lại nó với nó như thế nào, phản ứng đúng hay là phản ứng sai đúng không nào? Tiêu chí này đánh giá việc các bạn trả lời có đúng và có đủ so với cái chủ đề mà đề bài đưa ra hay không, và những yêu cầu của đề bài hay không. Và các ý chính trong câu trả lời của bạn, hay còn gọi là main ideas, thì nó có được hỗ trợ đầy đủ và phù hợp không? Đây chính là một cái tiêu chí mà ví dụ như trong khi viết tiếng Việt thì chúng ta gọi là không được lạc đề. Các bạn có thấy nó liên quan với nhau đúng không nào? Và các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ phải bám sát chủ đề trong câu hỏi và các yêu cầu cụ thể trong câu hỏi. Vậy cho nên là cái bước mà đọc câu hỏi và phân tích đề bài lại là một cái bước mà vô cùng quan trọng đúng không nào? Nếu không thì chúng ta sẽ bị lạc đường và mọi cái nỗ lực viết bài của chúng ta trong suốt 40 phút sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Và người ta sẽ cùng với các bạn luyện những cái chiêu thức để không bị lạc đường trong những bài học tiếp theo nhé. Các bạn đừng lo lắng. Tiêu chí thứ hai người ta gọi là coherence and cohesion, tức là sự thống nhất, mạch lạc và sự gắn kết giữa các ý. Ở tiêu chí này thì bài viết của các bạn sẽ được đánh giá xem là các ý đã được bổ trợ một cách logic, một cách hợp lý và có liên quan với nhau hay chưa, và thống nhất từ đầu đến cuối hay chưa. Và giữa các câu, các đoạn, các ý thì cũng đã có được cái sự kết nối bằng các cái thành tố kết nối, hay còn gọi là cohesive devices hay là cohesive linking, một cách tự nhiên và phù hợp hay chưa. Tức là đã đảm bảo cho việc phát triển ý chứ không làm cái câu nó bị sai nghĩa. Đấy chính là một cái tiêu chí mà các bạn cần hết sức ghi nhớ. Thế cho nên những bạn nào mà tư duy không logic và ý tưởng nó chưa mạch lạc, chưa gắn kết thì sẽ rất là dễ bị mất điểm ở cái tiêu chí này. Tiêu chí thứ ba chúng ta gọi là lexical resource. Lexical chính là một cái từ có nghĩa là thuộc về từ vựng.
Đó, nghe thì nó có vẻ rất là xa so với từ vocabulary đúng không nào? Nhưng các bạn cũng hãy nhớ dần cái từ học thuật như thế này. Và đây chính là yếu tố liên quan đến việc sử dụng từ vựng. Tiêu chí này sẽ đánh giá việc sử dụng từ vựng của các bạn. Và bài viết Task 2 yêu cầu các bạn sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng đúng, sử dụng tự nhiên trong việc phát triển ý. Vậy thì nếu các bạn không có một cái vốn từ vựng phong phú mà cứ nhàm chán lặp đi lặp lại hoặc là sử dụng những cái từ mà nó như là văn nói thì chắc chắn là các bạn cũng không bao giờ vượt quá nổi ban điểm là 4.5 hay là 5 đâu. Vậy các bạn thấy là từ vựng rất quan trọng đúng không nào? Và tiêu chí cuối cùng mới là tiêu chí liên quan đến ngữ pháp hay còn gọi là grammatical range and accuracy, tạm dịch là cái phạm vi về mặt ngữ pháp và tính chính xác. Và cũng tương tự như tiêu chí cho từ vựng thì tiêu chí này cũng yêu cầu các bạn sử dụng đúng và đa dạng về mặt cấu trúc ngữ pháp. Và trên đây là 4 tiêu chí chấm điểm của bài luận, bài essay ở trong phần IELTS Writing Task 2. Trong số 4 tiêu chí trên thì Nguyệt Cao muốn các bạn đặc biệt chú ý đến tiêu chí thứ nhất và tiêu chí thứ hai, đó chính là tiêu chí về nội dung và tính mạch lạc. Bởi vì chúng ta đang trong giai đoạn khởi đầu trong hành trình chinh phục bài thi IELTS, đặc biệt là IELTS Writing. Thế cho nên là chỉ khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi thì lúc đó từ vựng hay ngữ pháp chúng ta sử dụng nó mới có ý nghĩa. Còn nếu mà các bạn ngay từ đầu đã trả lời sai câu hỏi thì dù các bạn có sử dụng đúng ngữ pháp hay là sử dụng từ vựng một cách hay ho, phong phú như thế nào thì chắc chắn là cũng sẽ không được điểm đâu. Ở giai đoạn đầu tiên này thì các bạn hãy tập trung cho tiêu chí là đúng hay còn gọi là correct. Sau đó thì mới đến hay. Và đừng đặt ra những cái kỳ vọng quá lớn cho bản thân, đặc biệt là những bạn nào mà quá sốt sắng và bắt đầu tìm tòi đọc những cái bài viết mẫu ở trong những cái sách mẫu. Và đấy, thực sự đấy là những bài viết mà ban 8, 8.5, thậm chí là 9.0, đấy những bài viết hoàn hảo rồi và chúng ta còn rất xa chúng ta mới đạt đến cái tầm đó. Cho nên chúng ta sẽ không đọc để và không có những cái sự so sánh khập khiễng đúng không nào? Bây giờ chúng ta nói về cấu trúc chung của bài luận Task 2. Yêu cầu đầu tiên mà các bạn phải thực hiện được đó là đúng về mặt cấu trúc của một bài luận. Và Nguyệt Ca xin giới thiệu một cái dàn bài điển hình, ở đây chúng ta gọi nó là outline. Vậy thì một cái sample outline sẽ gồm có những phần gì? Như các bạn có thể thấy thì bài essay Task 2 điển hình thì sẽ thường gồm có 5 đoạn. Đoạn mở bài, introduction, với 3 phần để dẫn, để gọi là hook, gồm có thông tin chung, background information, với câu chủ đề thesis statement, và 3 đoạn thân bài là body với một câu chủ đề mô tả ý chính của đoạn và các câu bổ trợ cho câu chủ đề đó, và một đoạn kết luận, đó chính là conclusion. Vậy đủ 5 đoạn rồi đúng không nào? Và với phần conclusion thì chúng ta sẽ khẳng định lại các ý chính ở trong phần thân bài và câu kết. Tùy thuộc vào từng yêu cầu của đề bài mà chúng ta sẽ có những cái cách viết khác nhau cho từng đoạn, và Nguyệt Ca sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cách viết của từng đoạn trong những bài học sau. Các bạn cũng đừng nóng vội nhé. Bây giờ chúng ta cùng nói về các loại bài essay Task 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua các loại bài essay chính nhé. Thông thường thì các bài essay Task 2 sẽ thường được chia thành 3 dạng chính. Dạng thứ nhất ta gọi là opinion essay. Dạng thứ hai, discursive essay. Và dạng thứ ba ta gọi nó là enumerative essay. Đầu tiên là opinion essay. Đây là dạng bài mà các bạn sẽ chọn đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến đề bài đưa ra và viết bài để bảo vệ cái quan điểm của mình, hay còn gọi là one-sided. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn viết theo cách không đồng ý nhưng cũng không phản đối với ý kiến được đưa ra. Chúng ta hãy cùng theo dõi hai ví dụ ở trên màn hình nhé. Các dấu hiệu nhận biết của loại bài này như thế nào? To what extent do you agree or disagree? What are your opinions? Vậy khi bạn thấy đề bài có những cái cụm từ như thế thì đấy chính là thuộc về dạng bài đầu tiên, là dạng bài nói về quan điểm đấy. Dạng bài thứ hai chúng ta gọi là discursive essay, tức là dạng bài luận mà dùng để tranh luận. Với dạng bài essay này thì các bạn phải viết theo hướng thảo luận hai mặt của một vấn đề. Ở trên thì chúng ta dùng từ one-sided đúng không ạ? Bây giờ sẽ là two-sided, tức là chủ yếu là các bạn giải thích được lý do tại sao người ta lại đồng ý với ý thứ nhất và lý do tại sao người ta lại đồng ý với thứ hai, và việc đưa ra ý kiến cá nhân của mình về hai cái ý kiến trái ngược nhau ở trong đề bài, tức là bạn thích ý kiến nào và không thích ý kiến nào, thì nó tùy thuộc vào từng yêu cầu của mỗi bài. Chúng ta chỉ nêu ý kiến cá nhân nếu trong đề bài có câu là give your opinion, và các bạn cũng nên lưu ý
về cái sự khác nhau giữa hai câu hỏi là What are your opinions? Và discuss two views and give your opinions. Đó. Bởi vì là cái câu hỏi ở trên thì nó thuộc dạng bài về opinion đúng không? Nhưng cái câu hỏi ở dưới thì nó lại thuộc dạng bài là discussive essay. Chúng ta hãy cùng theo dõi hai ví dụ ở trên màn hình nhé. Và sau khi đọc đề bài thì các bạn có thể nhận ra được dấu hiệu nhận biết của loại essay này thông qua những cụm từ như thế nào rồi đúng không? Như là discuss both sides and give your own opinion. Hay discuss these two views and give your opinion. Hay discuss the two points of view and give your opinion. Và dạng bài thứ ba đấy là enumerative essay. Người ta dùng tên là enumerative essay là để gọi tên chung cho ba dạng essay là cause and effect, problems and solution và compare and contrast. Vậy dạng bài cause and effect tức là nguyên nhân và kết quả đúng không? Thì yêu cầu các bạn chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng được nêu ra ở trong đề bài và những cái ảnh hưởng hoặc là những cái tác động của nó. Ví dụ như Some findings have revealed that cities around the world are growing large. Could you outline the possible causes and predict consequences? Các bạn nhìn thấy là những cái từ như là cause và consequence, đấy chính là cause and effect, nói về nguyên nhân và kết quả đúng không nào? Dạng bài nữa là dạng bài problems and solutions, tức là đưa ra những khó khăn và đưa ra giải pháp, gợi ý. Yêu cầu các bạn phải tự tìm ra hệ quả của vấn đề. Hoặc là của hiện tượng mà được nêu ra ở trong đề bài và đồng thời thì đưa ra các cái biện pháp giải quyết cho vấn đề đó. Ví dụ như Many young people who leave school hold a negative attitude towards learning. Who does this happen? Why does this happen? And what are the solutions? Và các bạn đã nhìn thấy những cái từ khóa là những cái từ như là problems hay là solution đúng không nào? Vậy chúng ta nhìn ra được cái dạng đề bài thông qua những cái từ khóa ở trong đề bài đây. Và dạng bài cuối cùng ở đây là compare and contrast, tức là so sánh và đối chiếu hoặc là làm cho nó trái ngược nhau đúng không nào? Làm cho nó tương phản lẫn nhau. Và dạng bài này sẽ yêu cầu các bạn phải làm phép so sánh giữa hai cái lựa chọn. Trong dạng bài này thì các bạn thường sẽ dùng cách phân tích về lợi thế advantages và những cái bất lợi disadvantages của hai cái lựa chọn này. Ví dụ như It has been said not everything that is learned is contained in books. Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important and why? Vậy các bạn đã nhìn rõ được cái yêu cầu về compare và contrast ở đây chưa nào? Và các bạn ơi, trên đây là những điểm chung mấu chốt mà người ca muốn giới thiệu cho các bạn về bài luận Task 2. Và các bạn ạ, theo người ca thì lý thuyết chỉ là một phần nào đó thôi, mà quan trọng vẫn là sự luyện tập chăm chỉ của các bạn. Và để cho sự luyện tập đó của các bạn có thể đạt được hiệu quả cao và để cho các bạn có thể có được một bài luận hoàn chỉnh, thì người ca nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đi chậm từng bước một qua từng bài học nhỏ một. Người ca sẽ đồng hành cùng với các bạn trong mỗi bước luyện tập nhé, các bạn đừng quá lo lắng. Và trong bài học tới thì chúng ta sẽ bắt đầu với bước tập luyện đầu tiên, đó chính là tập phân tích câu hỏi, Analyzing Topics. Và các bạn hãy cùng đồng hành với Nguyệt Ca, hãy cùng xem kỹ những bài giảng cũng như là tự luyện tập thông qua sự hướng dẫn của Nguyệt Ca ở trong những phần bài tập tự luyện nhé. Còn bây giờ thì chúng ta lại tạm biệt nhau để chuẩn bị tâm thế bước vào một bài học mới đầy hứng khởi. Goodbye and see ya!